Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng em mình điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. FA xác nhận chấn thương của Marcus Rashford. Old Watt lên tiếng, tương lai của Solskjaer được định đoạt. MU chính thức gửi đề nghị đến đại diện của Ronaldo. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. FA xác nhận chấn thương của Marcus Rashford. Marcus Rashford đã thi đấu trọn vẹn trong chiến thắng 3-0 của Man United trước Everton cuối tuần qua. Tuy nhiên, anh lại cho thấy mình có vấn đề ở vai sau trận đấu. Rashford buộc phải ngồi ngoài trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Anh trước Cộng hòa Ireland ở trận giao hữu mới đây. Và mới nhất, FA xác nhận rằng Rashford cũng sẽ không góp mặt trong các trận đấu sắp tới tại UEFA Nations League của Tam Sư với tuyển Bỉ và Ireland, nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về tình trạng của tiền đạo 23 tuổi. FA xác nhận rằng hậu vệ Conor Quaddie của Gover cũng phải rút lui khi tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Conor Quaddie và Marcus Rashford sẽ bỏ lỡ những trận đấu còn lại của anh trong tháng 11. Quaddie đã buộc phải tự cách ly khi đã vô tình tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trước khi tập trung cùng toàn đội, một tuyên bố chính thức từ FA cho hay. Hậu vệ của Wolverhampton Wanderers đã có 2 lần xét nghiệm âm tính, nhưng theo hướng dẫn của chính phủ Vương quốc Anh thì Quaddie phải tuân thủ một thời gian tự cách ly. Trong khi đó, việc tập trung cùng toàn đội của Rashford bị trì hoãn để chúng tôi có cơ hội đánh giá thêm về chấn thương của anh ấy gặp phải vào cuối tuần trước, nhưng tiền đạo của Man United bây giờ sẽ không được triệu tập. Như vậy, Rashford sẽ có thêm thời gian hồi phục để có thể trở lại thi đấu khi đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer tiếp đón West Brom vào ngày 21 tháng 11. Tiền đạo người Anh đã ghi 7 bàn sau 12 lần ra sân cho Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường mùa này. MU chính thức gửi đề nghị đến đại diện của Ronaldo. Record, nhật báo của Bologna, tờ báo đầu tiên tiết lộ thông tin Ronaldo đến Real Madrid vào năm 2009, cho biết MU đã liên hệ với người đại diện Jorge Mendes của CR7. Một lời đề nghị đã gửi đến siêu cò trong nỗ lực đưa Ronaldo trở lại Old Trafford 11 năm sau khi anh rời đi. Những tác động của đại dịch Covid-19 tới tài chính khiến các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đang phải tìm cách hạn chế chi tiêu và giảm quỹ lương của họ. Juventus không nằm ngoài số đó. 2 năm trước, Juventus đưa Ronaldo về Turin trong đợt cải tổ mạnh mẽ đội hình phục vụ tham vọng giành Champions League. Tại Juventus, Ronaldo nhận lương lên tới 31 triệu euro trên một mùa. Cao gấp 5 lần, người đồng đội được trả lương cao nhất là Paulo Dybala. 2 năm trôi qua, mục tiêu Champions League không thành công như ý muốn. Juventus lại phải gánh quỹ lương khổng lồ và đại dịch đã đánh thêm một đòn mạnh vào tài chính của họ. Hợp đồng của Ronaldo và Juventus có thời hạn tới hè năm 2022. Tuy nhiên, để cân bằng chi tiêu, Juventus đã lên kế hoạch bán Ronaldo vào mùa hè năm 2021. Tất nhiên, MU đã không bỏ qua cơ hội này. Người hâm mộ MU vẫn rất yêu mến Ronaldo bởi những gì anh đã cống hiến trong màu áo Quỷ Đỏ trong giai đoạn 2003-09. Dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, Ronaldo đã gặt hái được nhiều thành công cùng MU, giành 3 danh hiệu Premier League, 2 League Cup, FA Cup và Champions League. Người hâm mộ sẽ rất hạnh phúc nếu được chứng kiến Ronaldo kết thúc sự nghiệp ở Old Trafford. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang rất muốn bổ sung phương án tấn công cho đội hình. Hè qua, họ đã thất bại trong việc theo đuổi Jadon Sancho của Dortmund. Ronaldo đang ở tuổi 35, độ tuổi hoàng hôn của sự nghiệp. Song, những yếu tố khiến MU cân nhắc khi bước chân vào thương vụ này là sức ảnh hưởng của Ronaldo tới phòng thay đồ cũng như hiệu ứng thương mại mà tên tuổi của anh tạo ra. Man United nhắm đá tảng 31 triệu của Dortmund. Dù đã đưa ra khá nhiều biện pháp, nhưng đến nay, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa thể tìm ra lời giải thuyết phục nhất cho bài toán nơi hàng phòng ngự. Kể từ đầu mùa, chiến lược gia người Na Uy thường bố trí bộ đôi trung vệ Harry Maguire và Victor Lindelof đá cặp cùng nhau. Tuy nhiên, cách bố trí này vẫn chưa đem lại hiệu quả, bởi lẽ cả hai vẫn chưa cho thấy sự ăn ý. Thêm vào đó, Lindelof cũng hay mắc sai lầm. Chính vì vậy, ở kỳ chuyển nhượng sắp tới, Solskjaer có thể sẽ cân nhắc khả năng mang về Old Trafford thêm một đối tác khác cho Maguire. Sau khoảng thời gian xem xét, bên phía nguồn tin từ Casilo Mercato, cái tên Dan Ansel Zagadou bên phía Dortmund đã được ông đưa vào tầm ngắm. Trung vệ người Pháp trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PSG và gia nhập Dortmund vào kỳ chuyển nhượng hè năm 2017. Sở hữu phong cách thi đấu rất điềm đạm cùng khả năng dự bóng rất ấn tượng, Zagadou hứa hẹn sẽ tạo nên sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự Manchester United. Được biết, thời gian hợp đồng giữa ngôi sao được định giá 31,5 triệu euro và đội bóng vùng Rose kéo dài đến tháng 6 năm 2022. Vì vậy, Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau để ra đề nghị chiêu mộ anh, nhằm tránh việc bị hết giá quá cao. Old Watt lên tiếng, tương lai của Solskjaer được định đoạt. Mới đây, Phó Chủ tịch Manchester United, Old Watt đã chính thức lên tiếng ấn định tương lai của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer.
Trong mùa giải năm nay, dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United đã có một khởi đầu tệ hại với 3 thất bại và 1 trận hòa sau 6 trận đấu đầu tiên của mùa giải. Tương lai của thuyền trưởng người Na Uy đã bị đặt vào tình trạng báo động. Thậm chí, những tin đồn về việc huấn luyện viên Pochettino sẽ liên tiếp quản ghế nóng của MU xuất hiện ngày càng nhiều. Dẫu vậy, mới đây, phó chủ tịch của Manchester United, Ole Gunnar, đã có những phát biểu khẳng định tương lai của chiến lược gia người Na Uy tại Old Trafford. Tuyên bố của sếp lớn được đăng tải trên trang chủ Manchester United có đoạn: "Đội bóng sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn ở phía trước nếu muốn đạt được những thành tích tốt hơn. Chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào hướng đi tích cực mà Ole đang xây dựng và phát triển. Man United đã không được chơi trên sân vận động trước những người hâm mộ. Chúng tôi và các bên liên quan vẫn đang nỗ lực để có thể đưa các cổ động viên trở lại trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, dù đã có được một chiến thắng trước Everton tại vòng 8 ngoại hạng Anh, tuy nhiên, Manchester United cũng chỉ đang xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Vào ngày 21 tháng 11 tới đây, đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ có cuộc tiếp đón West Brom trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 9 ngoại hạng Anh. Và đây sẽ là cơ hội để ông thầy người Na Uy cùng các học trò cải thiện thành chuỗi thành tích tệ hại vừa qua." Thêm sao MU hé lộ chấn thương. Sau chiến thắng trước Everton, Manchester United đã tạm vượt qua được áp lực về mặt tâm lý. Đồng thời, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng không còn chịu sức ép bị ban lãnh đạo sa thải. Thế nhưng, nửa đỏ thành Manchester lại phải đón những tín hiệu đang báo động. Cụ thể, Luxor phải ngồi ngoài một tháng vì chấn thương gân kheo, trong khi Marcus Rashford cũng bị đau và chưa rõ tình hình ra sao. Đây là thông tin không mấy vui vẻ dành cho Quỷ Đỏ, nhất là khi đội chủ sân Old Trafford phải chinh chiến trên nhiều đấu trường khác nhau. Tưởng chừng sẽ yên ổn, mới đây huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer lại phải nhận thêm tin dữ từ Victor Lindelof. Cụ thể, cựu sao Benfica có thể sẽ nén đau ra sân khi trở về phục vụ cho đội tuyển Thụy Điển. Thậm chí, anh còn tiết lộ đã gặp rắc rối với lưng của mình trong vài tuần qua. Vài ngày gần đây thì mọi thứ đã ổn hơn. Tôi gặp vấn đề trong những tuần qua, đồng thời phải đấu tranh để có thể được ra sân chơi bóng. Thật tốt khi được nghỉ vài ngày và được điều trị, tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi. Hôm nay tôi cũng thấy ổn khi tham gia tập luyện. Hy vọng không có thêm chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy chờ xem các trận đấu sắp tới sẽ ra sao. Nếu các huấn luyện viên muốn tôi ra sân, tôi phải xem cảm giác của mình thế nào, rồi sau đó mới đưa ra quyết định. Greenwood của MU ngầm lý giải việc mất phong độ. Greenwood đang phải trải qua những ngày tháng đầy thử thách tại MU khi anh liên tiếp dính phải những sự vụ làm ảnh hưởng đến hình ảnh. Hồi tháng 9 năm 2020, Greenwood và đồng đội tại đội tuyển Anh Phil Foden phá vỡ quy định cách ly giữa hai cô gái vào khách sạn của đội tuyển Anh ở Ireland và cả hai sau đó đã bị trục xuất khỏi đội tuyển Anh. Với Greenwood, anh bị câu lạc bộ chủ quản MU lên tiếng bày tỏ sự bất bình với hành động này. Sau đó, truyền thông Anh cho hay MU đang quan ngại ngày càng nhiều về lối sống và thái độ tập luyện cũng như thi đấu của Greenwood. Tờ Daily Mail thậm chí còn cho rằng câu lạc bộ e ngại việc cầu thủ này thiếu ngủ do sa đà vào việc ăn chơi. Tờ The Sun cho hay huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã phát ngán về thói vô kỷ luật của Greenwood khi liên tục đến tập muộn. Ngay trước trận đấu với Everton tại vòng 8 ngoại hạng Anh, Greenwood đã lại dính phải một vụ lùm xùm với tân binh Bruno Fernandes. Theo đó, Greenwood được cho là đã từ chối chạy theo một đường truyền khiến Bruno Fernandes bực tức. Đôi bên đã va chạm nhẹ với nhau nhưng không đi quá giới hạn. Greenwood sau đó không được huấn luyện viên Solskjaer đưa vào danh sách 18 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Everton. Phong độ chuyên môn của Greenwood cũng suy giảm đáng lo ngại. Tiền đạo 19 tuổi chỉ ghi 2 bàn trong 8 trận, trái ngược với phong độ bùng nổ mùa trước với 17 bàn trong 49 trận. Tình trạng của Greenwood đáng lo đến mức ngôi sao của Crystal Palace, Andro Tosen đã khuyên cầu thủ này lên đến gặp bác sĩ tâm lý. Mới đây, tiền đạo 19 tuổi này cũng ngầm tiết lộ anh đang gặp áp lực về tâm lý khi ấn like một bài viết giải thích lý do anh sa sút. Bài viết đăng trên trang Instagram Wonderkid. Người ta đang nói Greenwood trông có vẻ uể oải, Greenwood lười biếng, Greenwood cần thay đổi. Nhưng thực tế, người bạn thân nhất của Greenwood vừa qua đời vì tự tử. Greenwood bị người hâm mộ soi mói, chỉ trích trong nhiều tháng qua và trở nên cô độc. Người bạn thân của Greenwood được nhắc đến trong bài đăng này là cầu thủ 17 tuổi Jeremy Winston, từng đầu quân cho đội trẻ Man City. Winston sinh ở Malawi và chuyển đến Anh sinh sống cùng gia đình khi còn bé. Anh gia nhập học viện Man City vào tháng 2 năm 2016 sau khi gây ấn tượng trong thời gian thử việc ở câu lạc bộ. Cầu thủ này được ví như truyền nhân của cựu thủ quân Vincent Kompany, nhưng gần đây đã rời học viện của đội chủ sân Etihad. Ở chiến thắng 5-0 của MU trước Leipzig tại vòng bảng Champions League mới đây, Greenwood đã góp mặt một bàn thắng và đó là pha lập công đầu tiên của anh tại Champions League. Ở màn ăn mừng đó, Greenwood đã tri ân bàn thắng này đến Winston. Trên Instagram cá nhân sau đó, Greenwood đăng tấm ảnh ăn mừng giơ hai tay lên trời cùng lời tựa: "Bàn thắng này dành cho cậu, yên nghỉ nhé Jeremy Winston."
Trước áp lực vô hình ngày càng gia tăng với Greenwood, rất nhiều huyền thoại của MU đã đứng ra bênh vực anh, trong đó có Gary Neville và Andy Cole. Tất cả đều nhấn mạnh, Greenwood mới tròn 19 tuổi và xứng đáng được bảo vệ thay vì bị chỉ trích khi mắc sai lầm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.